Đó, còn tay là bê luôn cái bao gạo luôn. Chà, trên này mà tụi nó có cái cơ ngơ này cũng hay quá ha. Vợ chồng ba ơi. Dạ. Trời. À con. Chú. Chú mới lên. Dạ. Ê, lên co thăm vợ chồng bay với con chút quà quê biếu vợ chồng bay ăn lấy thảo. Trời ơi, cứ mỗi lần mà chú lên chú lên lĩnh kỉnh vậy. Có gì đâu, chút ép mà nhà có gì đem lên cái đó có mua tốn kém gì đâu. Chút ép đâu, chút ép quá trời luôn kìa, gây ginh vậy nặng chết luôn á. Nặng gì đâu nặng, trời ơi xe nó chở chứ phải chú định từ dưới quê lên đây đâu nặng. Với lại con biết sao? Dạ. Ở trên đây á, bay không có những cái đồ sạch như dưới quê. Dạ. Ở dưới quê tự tay chú trồng, tự tay chú nuôi, tự tay chú hái nha, chú biết đồ sạch đem vợ chồng bay ăn. Dạ con biết, nhưng mà trời ơi chú đừng có lo, thời buổi bây giờ á có tiền là có hết à, gà sẹt cái là có, sẹt cái là có. Mà chẳng những vậy á, là chỉ cần cú điện thoại là người ta đem tới nhà cho mình luôn. Bay ỷ thị đồng tiền quá, chú đã nói rồi, có tiền đồng ý cái gì cũng có, nhưng mà sạch là chưa chắc nó có, thấy không? Không phải vậy đâu, đồ ăn ở trên đây nó chất lượng nè, mà ngon á là không có khác gì với quê mình luôn, sạch dữ trời lắm. Phải không, ai biết đâu được. Dạ con hỏi chú nè, vậy chứ ở dưới đó mình tưới rau rồi nuôi heo bằng nước gì? Mày hỏi cắt cớ thì nước sông có sẵn thì mình cứ lấy là mình xài thôi chứ. Người ta nuôi bây giờ á, nuôi trồng à, tưới nước hay là cái gì đó là người ta qua cái nước mà của mình đó, qua kiểm nghiệm luôn. Như vậy cái nó mới chất lượng, và nó đảm bảo cái đồ ăn của mình là gọi là sạch. Bây nói qua nước tưới cây mà phải qua kiểm nghiệm rồi. Thì đó, còn cái nữa đó, chú có bao giờ mà chú nghe nói là bây giờ có nuôi bò đó mà cho nghe nhạc là uống bia không? Rồi. Con người hay sao mà nghe nhạc với uống bia? Trời ơi, thời buổi đừng giờ có tạo trên này có nha. Có thì con mới nói đây là đó là thời buổi là thời đại 4.0, cho nên người ta làm vậy để đảm bảo cái chất lượng thịt á ăn nó lành hơn, là nó sạch hơn. Rồi á, những cái gì mà những cái nhược điểm mà ngày xưa mình nuôi chồng với kiểu mà ở dưới quê của mình á là người ta loại bỏ hết. Thôi tụi bay nói tao nghe nhức đầu quá. Ủa sao nó rung cái đầu luôn thấy chưa? Điện thoại. Trời đất ơi, điện thoại. Ai gọi đi? Chú để. Con nghe. Đúng rồi. Rồi ra để liền. Rồi. Trời đất ơi, nhà xe nó hối ra lấy cái thùng gạo. Lấy cái thùng gạo. Đem gạo lên chú bỏ thùng xốp luôn, kỹ lắm chú sợ mưa. Vô tính lấy cái xe bay ra mới chở vô được chứ nãy lỉnh kỉnh mà xách không hết. Trời ơi chú đem gạo đó luôn hả? Trời ơi gạo này giống mới nè, ăn thơm đàng hoàng, đừng nói trên này có nha. Trời ơi ở trên này cái gì cũng có hết trơn á. Thôi chú đổi xe chú ra chú chở. Thôi giờ chú ở nhà nghỉ ngơi uống nước rồi nghỉ chút xíu đi. Giờ con chạy ra con lấy bao gạo vô cho. Rồi nè cái thùng gạo nghe, bỏ trong cái thùng xốp nè, ra đi nhà xe nó chỉ cho. Dạ hả? Rồi giờ con đi nha chú, con ở nhà nghỉ ngơi nha. Ơi về nữa. Nhỏ này quá đáng. Hồi xưa giờ ai cũng thích là người dưới quê đem quà lên tặng. Vì quà dưới quê là sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Giờ nó nói ở trên này cái gì cũng có, cái gì cũng có, bực bội. Mày cũng thích thôi, để tao đem trái dưa qua cho bà Tám. Bảo đảm bà Tám hay là bà cũng thích dưa, coi. Con đi lấy cái bao gạo của chú Bảy. Mỗi lần chú lên là vậy đó. Phiền phức dễ sợ luôn rồi. Phiền phức dễ sợ luôn rồi. Tính xách đồ lên cho bà. Bây giờ vậy thôi, về quê luôn. Trời ơi, cái thùng gạo quá trời bự luôn. Ăn có nhiêu đâu chú đem lên giữ mới nữa. Nữa ba cứ nói đi nói lại ba cái vụ đó hoài à. Thôi, chắc chú về. Chú về. Chú sao vậy? Mới lên hả? Chú giận con gì hả? Giận đâu giận, thì nó đại loại là chú không muốn làm phiền vợ chồng bay. Lên mà thấy vợ chồng bay cực nhọc rồi mệt này kia hết nọ, chú không có thấy vui thôi. Dạ, để chú về. Chú trời ơi chú sao chứ gì vậy? Ở rồi làm phiền vợ chồng bay. Chú hả? con năn nỉ chú luôn á. Bây giờ thả cho chú về đi. Thôi chú làm phiền vợ. Hai
ai chứ cháu chơi kéo co vui quá cho tôi chơi được không? Quá. Thiệt á ha. Tám. Sao? Tám nói một tiếng. Mới lên này chú đòi về. Ủa? Sao chú mới lên chơi đi về liền sao được? Mới lên thăm nó lý ra ở lại chơi mà tôi về liền là có lý do. Có lý do. Vậy tôi hỏi chị về nè, sao không buồn không về được? Ở dưới quê tiền bạc này tôi không có cho tụi nó rồi, cho nên mỗi lần dưới quê lên thôi xách miếng quà lên cho con cháu nó vui, cái mình tự trồng được, mình tự nuôi được, nó sạch sẽ. Vậy mình xách lên cái nó nói thôi chú mai mốt chú đừng xách nó, trong này cái gì cũng có. Chị thấy buồn không? Buồn chứ. Đó rồi nè, gạo mới có cái giống mới thơm ghê gớm lắm, tôi đem vợ chồng nó thùng gạo cho nhiêu đâu ăn để lấy thảo. Vậy mà nó kêu ờ gạo đây cũng có chú đem nên chỉ mất công. Chị thấy buồn không? Buồn chứ. Cái đó chưa buồn, cái này mới buồn nè. Tôi còn nghe nó nói lên thăm con cháu mà nó nói tôi lên đây phiền phức vợ chồng làm à, phiền cái làm này, phiền cái này là tôi đính chính. Ủa gì ạ? Không phải nó phiền phức anh mà nó phiền phức là anh phiền phức đó. Biết tại sao không? Nó sợ tôi phiền phức hả? Sợ anh phiền phức đúng rồi. Tại sao? Tại vì tôi nói anh nghe, anh lớn tuổi rồi, anh thương con cháu đúng không? Có chút quà tính đem cho tụi nó. Đúng rồi. Nhưng mà anh ghét nhiều quá. Đó rồi nó sợ anh tuổi lớn, rồi lỡ cái cục xương sống hay là cẳng chân này cái nọ, thành ra nó sợ, cho nên nó không muốn cho anh đem lên, thành ra nó mới nói như vậy. Nhưng mà cái con nhỏ này nè, lời ăn tiếng nói của con á, mai mốt á con phải nói lại ha, chứ đừng có cái mà mình nói thẳng ruột ngựa rang cái gì à chú, nghĩa là hiểu lầm rồi chú nói tụi bay chê đồ của chú, chứ thật ra đồ của chú rất là ngon phải không chú? Đồ quê mà. Dạ thì con cũng lớn lên tự dưới quê rồi, con ăn những cái món quê thì làm sao con dám chê được, tại con lời ăn con tiếng nói con nó vụng về quá, chú hiểu lầm. Con chỉ sợ chú ghinh lên đây rồi nặng nhọc rồi lỡ nó cụp cái lưng đó, người già mà bị xương khớp vậy khổ dữ lắm, thì thôi chú cho con xin lỗi, thì để mai mốt con sửa lại lời ăn tiếng nói, chú đừng giận con, ở đây chơi tụi con nghe chú. Thấy không, nó biết lỗi nó xin lỗi rồi ở lại đừng có giận nữa nghe. Thì đó, tôi cũng có giận hờn gì đâu, thấy buồn lầm vậy thôi, nó nói vậy thôi, thì ra là con cháu nó thương mình. Con nhỏ này gộ lắm, nó biết ăn biết nói, ai móc miếng nó nói vậy không à. Thôi vậy được rồi, tôi lắm đó à. Thôi giờ mai mốt rồi vợ chồng bay muốn gì về dưới quê xin chú cho tụi bay tự về mang lên được không? Dạ cái này là con đồng ý nhất trí luôn. Thôi sẵn có quà quê nè, nấu bữa cơm mời cô Tám ở lại ăn cơm vui vui với chú cháu tôi được không? Khỏi mời cũng ăn à. Dạ tía. Con chào tía, con mới về. Mới về hả con? Anh ba, anh ngồi luôn đi. Dạ tía ơi. Đây là bạn trai của con.